Xuống tẩy đi. Đấy, cái giỏ đấy nó mà để cho 2,4 tỷ là được ấy. Đấy. Bây giờ phải chơi sổ số chứ anh, nhớ mặt hoa gì nữa mà mặt hoa nữa là ra gì. Đi đi em có hỏi quả hàng xanh xanh sạch cái nào. Địt mẹ phát này bố mày nửa cả nàng. Hôm nay có 300 thắng này. Mấy 400 con vợ nhá, 1,4 tỷ cơ, địt đã chết rồi. Díu ấy. Đít hàng xanh sạch này, thấy chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 kỳ. Tính tròn tầm 1,4 tỷ nhá. Ok, hơn 1,000 anh em bỏ hộ quả xỉa cái nhỉ. Chúng ta đang có mặt tại vườn vườn Lan Bảo Hưng nhá, anh trai của Bảo Duy. Anh em chia sẻ đấy, cái thằng chủ vườn Lan Bảo Duy Phú Thọ nhá. Nếu mà bản lĩnh ấy, thấy chưa? Mẹ anh em là phải kéo nhau lên chứ đừng kéo nhau xuống. Đừng đùa với đầu gấu, đi tao thật luôn đấy chứ này. Ô mấy bạn, tầm này vào Lan là hợp lý. Đi cái con mẹ. Ok kia là tầm này vào Lan là hợp lý à? Ok Hoàng anh Thúy à? Hai cánh âm luôn. 1,4 con vợ. Rồi. Con này trông đơn sơ này, nhưng mà có quả bảo hiểm ấy. Bảo hiểm của Lan bây giờ nó uy tín luôn đấy. Dạ, dòng ấy, dạ. Nếu mà để nói nhá, ngoài ở cái vườn Lan Bảo Hưng anh trai Bảo Duy ra nhá, thì duy nhất bây giờ là chỉ còn có Lăng Bảo Đại là có nhá, kiếm Huế luôn. Nghe chưa? Cứ đi mẹ nó để mà lấy được cái mắt này, độc cái mắt này nhá, để mà lấy được về đến đây trồng ấy, thì riêng cái tiền thuế hải quan và kiểm lâm nó rơi tầm khoảng bao tiền rồi. Về mà quay trắng cái đầu gấu, ui giời, anh bây giờ thì mẹ mày tiền long đi anh. Alo. Không được đâu em ạ, cái giỏ đấy là 1,6 tỷ là người ta không bán đâu. Nhá. Trên đấy. À. Anh trên Nam đúng không anh? Bây giờ anh bảo rồi, 1,6 tỷ không bán đâu. Hoa hoa đẹp anh ơi. À. Để cái hoa đi. Đây, đổi biến anh. Ô mày. Đổi biến này. Mày nhìn lại quả vườn đấy này, mày nhìn chưa? Mày à, mày riêng hệ thống bảo an của cái vườn này là thuê nhân công để trông coi đã mất 1 tháng nè. Thằng kia nhá, mày bắn vào mắt thì không sao chứ bắn vào Lan là chết tổ mấy con ạ. Đâu quả? Đây là câu mà câu. Ok 2,000 con vợ nhá. 2k rồi, đít mà. À mày quả kèo này anh bế cho mày. Hàng sổ số này, chưa mặt hoa này. Ok 2,100 anh em nhá. Này. Nếu để con này bê về đến tận đây nhá là cả xuống đường đến quả thuế má nó rơi tầm khoảng nào 3,2 tỷ này. Đấy khách điện cứ đùm đượp đi. Alo. Alo, bao giờ mày cắm xong con mẹt của mày cho đủ 1,8 tỷ nó chuyện với anh nhá, địt mẹ à. Ôi trời ơi, cho em xem mấy bông cái chậu lan 5 cánh thâm này xem nào. 5 cánh thâm á? Thằng bố mày bây giờ là 52,000 bao nhiêu rồi mày chơi loại 5 cánh, bây giờ các bố mày chơi 6 cánh rồi, hiểu chưa? Ồ, địt mẹ đã lên 6 cánh rồi. Phải 6 cánh chứ em, địt mẹ à mày, nó gọi là 6 tấm đấy em hiểu không? 6 tấm à? Ờ, tàu, đấy là tàu 6 tấm đấy. Mẹ à, bận lắm các ông ạ. Từ ngày dính vào cái quả kèo nan nhức này, anh em nó điện khắp mọi miền Tổ quốc và liên tục. Toàn số thì mẹ tứ con chín này. Cái gì? Ơi. Làm sao? Thôi đi, mẹ à bây giờ này nha, chúng mày không có tiền đứng nói chuyện nào, được chưa? Bây giờ có tiền nói chuyện tiếp.
Anh à. Thôi thế này để tóm lại là như này, chỗ toàn chỗ anh em đây, anh để cho cái quả này là cứ 320 một ký đi. Được không? Công bổ là cái dòng này là dòng 6 tấm mới gọi là 6 cánh này, là nếu mà tầm khoảng mua lan tỷ 8 đi em ra ấy, ok đi. Lan này nó không phải là lan đột biến đâu. Lan cái loại 6 cánh này alo. Ơi. Cái gì cơ? Em tài chính từ 200 triệu, em đang cần tìm lan từ 15 đến 28. Anh có loại lan nào? Tài chính là 200 triệu, đang tìm lan từ 15 đến 28 đúng không? Em ơi, cái hàng đấy nếu mà cái tài chính của mình có tầm hơn 200 ấy thì em phải nên gọi một vài anh em nữa, em hiểu không? Để mà làm sao để mà cái tài chính mình lên tầm khoảng 450 ấy thì là mình vào nan nó hợp lý, em hiểu chưa? Em ơi, nếu mà tầm 200 ấy thì là vào nan là nó không được nan đẹp đâu, em hiểu không? Cơ quan tài chính tầm đấy nha, em phải lấy thêm tí nữa đi thì bắt đầu là chôn chung một hố cho nó chắc, em hiểu chưa? Chứ bây giờ cái loại tàu, cái loại 6, 5 cánh bây giờ nó quê lắm em hiểu rồi. Phải chơi 6 cánh đi. Vâng. Ừ, nhá. Em tài chính 15, tìm từ 15 đến 28, tìm 2 cú hồng cho anh có. Ý là, nhưng mà từ 200 là 200 nghìn đô đấy hử? Hay là 200 triệu tiền Việt Nam? Đúng, em chỉ có 200 triệu thôi. Em chỉ có 2 cú cánh hồng mà anh. Thôi đi, mẹ. Bao giờ mày nói chuyện tiền đô điện cho anh, nhá. Ô tổ. Vâng, xin lỗi, bạn em có đô điện tiền anh. À, cái tài chính như thế nó hơi thấp. Cái nút xanh bấm nghe máy đó chắc một ngày thay một lần nhỉ. Ừ, đúng rồi. Ít mấy à. Alo. Nói đây. Ừ. Alo. Ơi. Em nói này, em nói này. Anh em chia sẻ cái lên 3 lên 5.000 người đấy nhỉ. Ôi giời ơi, bây giờ có việc gì nó luôn em. Ôi thôi 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 đi, mẹ giờ mày toang ngay chục chứ nếu mà mày được thì làm sao mà điện cho tao thế thôi nhá. Mẹ mày, bố mà đang nói chuyện tiền tỷ đây này, cứ đi câu chuyện tài mới xỉu. Cái loại này nó là cái dòng gì hả cơ? Có ông nào tinh mắt không nhìn lại dòng gì không? Phú Thọ anh. Nhưng mà cái này nó gọi là cái gì anh? Nhưng mà nó là cái gì? Năm cái trắng Phú Thọ. Sáu trăm rưỡi một kia, 650.000 đấy. Cái chọi này là bao nhiêu tiền? Cái này này. Nhưng mà cái này là vì sao nó đắt lại như vậy anh? Em nhìn nó có khác gì cái nan bình thường đâu? Ngày tôi tính địt mẹ mình mua mấy ấy cái lọ sơn đấy nhỉ? Về cứ đi bố mày hoa mà hoa tím tím bố mày sơn phun sơn trắng mà nhỉ, thì nhuộm mẹ trắng mà thì cũng thôi đúng không nhỉ, không bắt đầu lúc ấy thuê thằng họa sĩ đâu vẽ nữa thì đi mẹ mà đẹp luôn đi nhỉ. Các bố mày chỉ cho chúng mày xem hình ảnh thôi, không được phép sờ hiện vật nhỉ. Một nhà vườn lan nào ấy mà có một con lan đột biến ấy thì đấy là được chủ vườn được đặt tên con lan đấy là lan đột biến tên là gì, không hiểu chưa? Thế là đi mẹ bố mà ốp kính vào. Thế là ngày mai là tầm khoảng đi tao cũng đập cái vườn lan tên là A Khớt. Dòng này là dòng đột biến này gọi là địt mẹ mày. Tai Châu A Khớt nhỉ. Đúng không? Anh trẻ đang chơi cây lan này. Địt mẹ.
108 này xin được 1 ký vậy anh? Đặt hơn thuốc phiện. Đầu là bây giờ ta chỉ chơi cái loại là 6 cánh. Má có hiểu tàu số tấm không? Yeah, vào xong với sao? Anh em nó bảo nó tóc như này, nếu nó chuyển tiền tỷ là nó không nghe. Thì mày vào xem là chú ấy để đâu. Anh mà đặt tên là nghẹo đột biến, nó gọi là địt mẹo đột quỵ luôn. Dòng nhà anh nó toàn dòng đột quỵ thôi. Em mà giờ đó là dòng 6 tấm rồi cơ mà. Chơi gì cái loại 5 cánh 3.200 ông, tôi hỏi thật cơ ông này. Ở đây có ông nồn ý giải được cho tôi vì sao mà cái như thế này mà lại muốn là 4 triệu rưỡi thì tôi không hiểu này đi. Thế bộ cái dòng này nó chữa được ung thư đấy chứ. Đang từ đột biến lại trở thành đột quỵ đấy. Sợ nhầy. Xấu nè mày. Đâu cái quả nào đắt nhất rồi anh? Các bạn ở đây nhá, 3,000+ đồng này toàn đi phía mình nghiện thôi, đâm là đéo thể đưa vào quả vườn của tôi được, vườn xịn được, ông hiểu không? Vườn này nó toàn hàng rau dưa ấy mà. Chứ còn nếu mà anh em thích ấy, anh em có nhu cầu ấy thì cứ về khu vực Nhân Trai, Kiến Thụy, Hải Phòng bây giờ gặp anh Hưng, nó gọi là đi mẹ mày hỏi Hưng Đài Loan ra chả biết mà. Hưng Đài Loan. Gãy bố đi đéo có tiền mà giả. Yêu ơi, nhưng mà dòng này anh có mua bảo hiểm không? Khả năng bây giờ mình bán mẹ bảo hiểm nan này, khả năng có khi lại được giá vậy nhỉ. Nếu đúng như chúng mày của nó nan đắt tiền nhá, chúng mày phải đóng bảo hiểm cho nó. Đúng không? Tao cung cấp cái dịch vụ bảo hiểm nan. Bảo đảm là đi gãy đổ mưa thâm gió nát là tao đền. Được chưa? Địt mẹ thằng em đến nhà chơi cái hôm trước hôm sau đã gọi đến đây thợ đến hàn an toàn rồi, hàn an ninh rồi đấy. Rồi anh ơi, cái giỏ nào nó ok nhất? Ở ngoài này cái hàng rau dưa này giỏ nào nó ok? Đâu? Đây à? Đây à anh? Cái đoạn này là trúng được cả muỗi này đúng không? Tôi giới thiệu với công hàng xanh sạch đẹp trúng được cả muỗi này. Nhưng mà treo vào cái đảm bảo là khu vực đấy là không có muỗi luôn. Mày ra. Cái giỏ này, cái tên của nó là tên là gì anh? Phi điệp à anh? Đây là dòng này là phi điệp bạch tạng nhá. Không được biến hay được quỵ giáo cả, nó gọi là phi điệp bạch tạng. À. Cái gì? Đây thằng cô bao nhiêu giả giá đi? 474 triệu. Địt mẹ à, giá đấy chưa thành công nhá. Chưa chốt được nhá. Nhưng mà dòng này nó gọi là dòng gì anh? Phi điệp. Cũng đắt đấy nhỉ. Những cái giỏ này 10+ triệu. Em hỏi thật. 100.000 thôi. Thằng nào biết Việt Nam đi nhận bình luận chắc câu cái bộ đô giá cái nhánh vừa rồi đi.
túi năm cái để vào việc luôn đấy. Hả? Ông nào biết không? Anh em hộ 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 ý cái nhỉ? Địt mẹ nó rơi đấy, lúc vừa là nó rơi ra rồi đấy, bố mày nhặt lên chứ không phải. Bao nhiêu? Ok. Chỗ trong túi được hộp 10 đấy cả. Ông bạn là vừa bình luận bảo là chỗ trong túi được hộp 10 ông Nguyễn Trung này. Ứng tạm tôi địt mẹ mày. 2G. Ông đang ở đâu? Bắt thật à? Xem chụp ảnh màn hình nhá. Chụp nhanh kịp này. Đấy thì mà ngứa thế nhỉ? Địt mẹ lắm mũi rồi. Chụp màn hình đi. Được bao nhiêu? Năm mươi cụ. Ui mẹ à. Chẳng rẻ nhỉ. Cái gì? Alo. Ừ. Có phải anh Tiến không? Mà điện tao hàng mấy chục cuộc để gọi mỗi câu phải anh Tiến không để làm giáo gì nữa, nói nhanh lên. Alo. Đúng rồi, bao giờ làm sao? Anh có bán nan không? Tôi điệp mấy à mà tao có phải là điệp đéo rồi bán nan với nhà mày. Giao dịch tôi tính theo kỳ nhá. Điệp mấy à. Biết quả vào rồi không? Ừ, thì là khoảng bao nhiêu? Anh em ném ngay vào vùng kín cái giá hợp lý nhá. Công thế là cao rồi. À mấy bạn đấy kìa. Mấy bạn miếng ở kia à, chân ráo ấy. Không bỏ ai nào. Bạn này hả? Ừ, bỏ ai nào. Cái tôi sẽ đoạn dài để tôi xem tất cả vừa. Cái này kéo dài đấy. Do nhà đầu tư là chậm vốn hay là do việc vướng mắc cái chính sách gì á? Vậy anh em vào vòng chung kết đây ra thì tóm lại bây giờ là bao nhiêu? Đấy, do nhà đầu tư là chậm vốn đúng không? Ít tiền. Có thấp thì làm đấy. Chúng mày nhanh chúng mày xem tao quả kèo nào ok cái công tia đi, tia đi. Tôi cho ông đúng một vòng nha. Ông nó biết địt mẹ à, đừng có tia đẻo nhá. Địt mẹ à, mày thò bàn tay ngọc thọc bàn tay vàng nó phải đúng nơi đúng địa chỉ nhá. Giao đoàn nhanh. Nó gọi tên em là thò bàn tay ngọc thọc bàn tay vàng cơ mà. Có đúng không? Địt mẹ mày nó miêu tả bằng màu sắc thôi chứ bây giờ bố là cái chậu cam bưởi tao biết loại nào ấy. Toàn cây nàng nhàng thôi, có cái quả nào ra hồn đâu. Địt mẹ nó ra hồn mà để đây á. Ôi giời, mày bị điên rồi. Rồi đang treo bên trên đấy, đây gì? Đây đúng không?
Còn đi bắn tắt hay là bắn tôn đánh hả? Bắn tôn hả? Em không gắt một cái... Chịt mẹ nó cũng tưới phân như nó có cái đầu bùi gì đâu mà nó kiểu như này nhỉ. Ăn cái lồn này mà đắt thế nhỉ. Địt mẹ bọn Nam này tôi cũng nghĩ là nó ăn cái gì mà đắt thế này cùng. Tia chuẩn vào. Em có cây nan 6 cánh trắng 1 nhị vàng anh có mua không? Tối gạ chủ vườn rượu phê phê vào nhá. Bố mới ăn cái dí của kéo đi hát nữa thì thôi. Nhây. Tí có thằng em quay lại của lấy hộ anh Long cái sim. Anh em chia sẻ cho lòng Tuấn Mốc vào đây cái kìa. Để tôi hỏi Tuấn Mốc xem là cái giao dịch của Tuấn Mốc như nào nhá. Thằng có số Tuấn Mốc, được số Tuấn Mốc đưa ta điện Tuấn Mốc nhỉ? Đi mẹ đúng không? Cái gòng này nhá, mai mà quét nhá, phải để lỗ rộng mà phải bằng tầm này nhá. Để không bên 30 phân, 40 phân đấy. Biết đấy, biết đấy, biết đấy. Ông anh kia là đúng là như thế là không phải thợ hàn đâu mà như là cũng dòng thầy thợ cả đấy. Đâu có số Tuấn Mốc không? Ba nếu mà để mà nói rằng cái dòng chơi lan ở cái huyện ở cái Hải Phòng này nhá, nếu mà chưa biết cái vườn lan của gọi là Hưng Đài Loan nhá, thì đấy chưa phải là những người chơi lan, không hiểu không? Nó chỉ là cái dòng gọi tập tẹ thôi. Nếu mà các anh tà trong làng chơi lan nhá, chơi lan gọi có tiếng luôn ở đất Hải Phòng ấy thì phải biết đến Hưng Đài Loan, Nhân Trai, bây giờ Đại Hà Kiến Thụy Hải Phòng, được chưa? Cái gì? Quý bao nhiêu? 0944 rồi rồi. Nạc hướng đi, gây sự chú ý đi. Nhá. Chặt đôi. Cái việc là khám người lực lượng thợ hàn gì nhá. Ra ngoài cổng cái nào dấu hiệu gì của việc liên quan đến cây cối cái nào phải dừng lại ngay nhá. Sợ
mấy kỳ ấy. À, 1 kỳ là nó trị giá tiền tỷ. Ra. Ô máy cắt. Ra. Anh có tin là anh bận từ đến tối không? Rồi anh phải vào trong nhà, anh hiểu không? Anh ngồi một chỗ anh nghe thôi, bây giờ mình chủ vườn nó phải giao dịch lớn chứ còn... Dạ. Người khác cần mua điện thì cũng không chê. Thì nghe mày quá ai cũng nát xương đầu. Chắc idol lại có tí cổ phần ở đây rồi á. Đi mẹ mày cả một cuộc đời nó đi bị bợm á. Được bao nhiêu dồn hết vào vườn lan này á. Nó là tâm huyết của cả dòng họ A Lao á, không phải là riêng mình đâu. Nghe không? Nhai à. Nó tự tắt rồi. 0972 hả? 0972 0972 091 1956 à? Số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng kiểm tra lại hoặc liên hệ số 198 để được hỗ trợ. Cái thằng Hương Hương nghe là mày mù Tiến rồi nhau. Thế mày làm anh tao hay làm bạn tao hay làm em tao mà mày này nói chuyện nó thiếu chủ ngữ bự ngữ mày. Số tiền mất không phải. Ờ thì mấy cái kia mày cứ chuyển về cho anh Long được. Bỏ đúng hàng bảo Duy nhá. Đâu số tiền mốc đâu để tôi điện tuyển mốc thẩm định ngay đi mẹ mày. Yeah. Tuyển mốc mà thấy ở trong cái nàng bị bợm này nó cũng có tiếng gì hả? Này, không biết đâu địt mẹ mày bị bợm đâu, giàu nghèo đâu không biết, nhưng mà tôi thấy bọn Trên An nó cứ có tiền rồi. Không ạ, thế tài. Cũng nhiều người đổi đời vì Trên An đấy. Bây giờ đang từ nhà mặt đường chuyển về mặt đầm đấy, địt mẹ. Không. 0972 01 à 09 này. 1986 rồi. Tuyển mốc bây giờ đúng không? Có đúng số 49 không? 0824 35 à? 49 cả. Tuyển mốc bây giờ là dùng. Alo. Ai đây ạ? À? Tuyền à? Em máy anh ơi. À thế à, em ơi, thế là Tuyền dùng số nào của em? Anh là người bạn của Tuyền mà, anh đợt vừa rồi ở Bắc Ninh địt mẹ Tuyền nó có thằng đệ tinh nhỉ. 0824 hử? À. 082435 địt mẹ à, cũng dân chơi lửa mùa. 2345 đi. 24 rồi còn 35 thứ 9 đi. Mày tính chuyện là địt mẹ định đọc nhầm số với bố mày. 1986. Cuộc quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này, vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản. Nhà chờ. Liên lạc mời quý khách. Nhà chờ có đó đấy. 1
để ứng 15.000 đồng, phí dịch vụ là 2.250 đồng. Hoặc sử dụng dịch vụ người nghe trả tiền bằng cách gọi 1588 và số điện thoại yêu cầu trả tiền. 1588 082435 thứ 9 1 2 3 4. Một 0972 90 1986. Địt mẹ àm cứ chơi của cả 1588 đi, đúng không? Tuyền giờ nó đại gia rồi. Hệ thống đang kết nối đến số thuê bao quý khách yêu cầu. Vui lòng chờ đến khi thuê bao nhấc máy. Trân trọng cảm ơn. Alo. Thích phải không? Anh tiến được phải không? Tuyền này. Ôi. Cung cánh đầu gấu nhau chứ chi bạn nghe bạn đã chửi tôi vậy. Đùa bạn lúc bạn làm sao ấy. Đúng thế, tiến được khác hết ngay rồi. Nào, có bạn có vẻ không? Tôi thế đợt này thế bộ bạn này bạn có dùng da vào luôn nhỉ? Hai bạn lên Facebook đi. Tôi đang livestream ở cái vườn lan của gia đình ấy mà rất muốn được sự ủng hộ của bạn. Bạn hiểu không? Bạn đôi khi bạn qua nhà mình giao lưu tí. Được chưa? Tôi đang xem ông thử lấy ạ, mà bọn nó cho ông ta số lạ. Ít vậy. Thế số này là số. Tôi đang xem thử lấy 3,5 can người đang xem đúng không? Bạn này, tôi bảo này. Tôi đây. Cái chiến lược marketing của bạn ấy là bạn tạo cái kiểu bom bẩn mới tạo cái kiểu gọi là tin đồn ảo vậy, là nó là tốt, nó cũng tạo lên cái dậy sóng dư luận ấy, nhưng mà như vậy đôi khi nó làm mất cái uy tín của mình, bạn hiểu không? Chứ chúng nó lại tức mày đi chơi đấy. Sao nhưng mà sao bạn lại chơi quả kèo là bị nó bổ là lừa đảo? Tôi biết thừa là bạn văn vở quả kèo đấy. Cái gì con mẹ ơi. Đây mà bạn tí tao gửi cho mày. Tao khẳng định nha là thằng Tuyền không lừa đảo một ai cả, được chưa? Đi phải đứng trước gọi là 7.800 người đây. Được chưa? Đây là cái gì? Quả kèo đây là chiến thuật marketing thôi. Bây giờ đường đường nó nhá, có cả xe gọi là giống Range Rover, có hai cái nhà hàng đi vẽ lý do gì nó phải đi lừa với ba bẩn. Chúng mày cứ nói linh tinh bao lần trời. Được thì được dăm ba cái đồng bạc đúng không? Nhưng mà mất thì mất cả một uy tín rồi, cả những cái đang làm ăn cái nhà hàng nhất. Chứ rồi đây bọn đấy. Đúng. Nếu ấy bản lĩnh nghe thằng nào bỏ thằng Tuyền lừa đấy thì địt mẹ phải dùng nick thật và đứng live stream lên bảo Tuyền lừa. Nghèo thì nghèo, Tiến cũng ủng hộ Tuyền địt mẹ tầm khoảng cái thẻ đôi nít nhỉ. Bạn này nhưng mà hoàn cảnh tớ lúc vừa tớ phải gọi 1588 ấy, xong là bạn nghe điện thoại nó cũng bảo là bạn phải đồng ý trả tiền cuộc gọi này ấy, đúng không? Đúng rồi. Thì là bắn tiền là trả vào số này đúng không? Ôi giời, mẹ à, chỉ có Thuyền mới hiểu được biển thôi chứ còn đúng bây giờ không ai hiểu được. Nhưng mà này, tôi bảo này. Nếu bạn thích ấy mà thôi, tôi biết là bạn bây giờ mình xóa đi ấy, thì nó lại trở thành là gì? Đấy là chúng nó lại bảo là mình nấp niếm đúng không? Bạn cứ để vậy thôi. Có đi mẹ à, nó mồm một chúng nó mồm năm tôi miệng 10. Bạn này chả? Bạn không cần phải xuất hiện làm gì cả, mọi cái cứ để tôi, bạn thấy chưa? Nhưng mà đi tên mẹ, chiến ông mẹ dẫn tôi đi chơi, mình béo, này, nghe này. Bây giờ ông như ông xem của tôi, có vườn lan này. Thằng Chiến Điệp có thể bán đồ cầu vào vịt, nhưng thằng Chiến Điệp béo vịt. Và thằng Chiến Mốc là người chơi lịch sự, thì con mẹ mày nhớ chết. Kiếp sau, nếu mà thằng Tuyền đầu thai làm người, đi mẹ mà tao làm chó, được chưa? Để tao nói câu xanh xanh chín luôn. Đây không ngờ có chuyện thằng Tuyền nó đi lừa đảo. Hả? Không, tao nói là mày, nếu kiếp sau có đầu thai làm người thì tao cũng chấp nhận đầu thai làm gọi là cái kiếp khác. Nghe chưa? Bây giờ nhớ bạn này, bây giờ bạn không bắn nhanh là nó hết mẹ 4 cờ đấy, bạn hiểu không? Bây giờ tao mày bắn luôn đúng không? Rồi đúng rồi. Tình cảm anh em nó phải là như thế chứ nịt mẹ. 5.000 anh em rồi, nghe đấy chưa? Nói chung là nó nói câu chân tình nhá. Thằng Tuyền thì nó văn vở cháo trở, giở mặt thì nó có tiếng rồi, không có gì phải bàn cãi cả. Thế nhưng mà cái vụ vừa rồi của nó đi lừa đảo, nhưng mà thằng Tuyền nó không phải nó ngu. Nếu ăn lừa đảo ấy, chúng nó phải dùng cái được gọi là Telegram, mày hiểu không? Chứ còn đi mẹ mà đây là chính cái văn của Tuyền Mốc ấy. Tuyền Mốc nó muốn khẳng định là nó là người uy tín thì nó lại trở vờ là nó cho nick ảo đăng lên là nó không uy tín, xong tí nó lại khẳng định lại. Thấy chưa?
Ôi dăm ba cái đoàn này địt mẹ à, Tuyền nó cũng biết ra đoàn đấy. Ăn luôn 2 lít mà cũng vẽ địt mẹ à. Alo. Xin tiền kiểu VIP ấy. Sao tao lại phải xin tiền? Ít mẹ à, mày anh em mặt mũi cắn đôi nhưng mua mày tách quẫy chia đôi chia đàn cái là thôi nhưng hệ thống phun xương tự động này. Anh em quất 86 đi, đây gọi tên múc. Hệ thống đang kết nối đến số thuê bao quý khách yêu cầu. Vui lòng chờ đến khi thuê bao nhấc máy. Trân trọng cảm ơn. Tuyền ơi, bạn không bắn thì có khi anh em nó cứ bổ là bạn bịp ấy, đẻo mẹ. Không, tí nữa Tuyền nó bắn, Tuyền giờ đi, đang đi mua thẻ. Chúc mày đừng nói là thằng Tuyền nó bị bợm nhá, liên tin. Đấy chưa, điện gọi lại ngay chưa? Bạn này. Dạ, 5 lít thôi. 5 lít cơ. Mấy cái thằng bạn nó bảo làm cái tè. Mấy làm cho nó cái tè 5 lít. Thế nhưng mà có chắc không ấy để bạn vào kiểm tra. Kiểm tra đi, đi. Có mẹ à mày đùa, nếu mà không phải 5 lít, đi mẹ à mày ông lên mạng ông chửi tôi đi. Địt mẹ à, nó để nói rằng ấy, nếu mà Tuyền như thế sống như thế này thì địt mẹ à, đến bao giờ Tiến mới sống kịp bằng Tuyền. Tuyền à, mày xem cái vườn lan của bạn như này thì là có ok không? Xem rồi, đang xem vườn lan của ông đây. Này. Nhưng mà ông đang dùng cái điện thoại hơn to, cái điện thoại mà đánh nhau làm cuối đầu đấy. Không, cái điện thoại này nó là hàng vệ tinh, bạn hiểu không? Sẵn sàng cất cánh luôn. Tôi. Nhưng mà sao mẹ mày bảo gì 6 cánh ho là như nào, mày biết bố láo chưa ta? Bảo Duy 6 cánh HO á. Mẹ à, thằng này viết trên tạng bố áo. Thế phải viết là phải viết là 5 cánh vậy. Đúng rồi. Thế nếu như mà tao lại viết là 5 cánh thì làm sao mà địt mẹ à, tao gây sự chú ý của cái làng trên An. Mày hiểu không? Ấy. À ý mục đích là Bảo Duy 6 cánh còn HO đúng. Nếu như ấy, mà đôi khi ấy, mà đi qua những cái biển ấy, biển cơm phở bình dân kính mời ấy mà nó lại sai chính tả phát nhá, thì có khi lại mày nhớ cái biển ấy suốt đời. Nó cố tình sai chính tả đấy con ạ. À. Hiểu chưa? Để mà cái sự chú ý đấy. Ông hiểu chưa? Nhưng mà thì thằng Khánh nó bảo anh ơi thằng Tiến nó hỏi nó chết đâu rồi em tìm mà không thấy. Ai? Thằng Khánh. Là ai? Là chú bạn à? Hay là bên đằng là ông ngoại? Đó là thằng em, Khánh như cái đó là em. Tao biết cái câu nói này à. Đó là bố, đừng, cái gì vậy? Có chuyện đó là bố của bạn à? Hay đó là con bạn? Hay đó là ông nội bạn đúng không? Nhưng mà tao đang rất lịch sự với mày. Tuyền hiểu không? Còn nếu như mày cười trên cái nỗi đau đấy nhá, đi mẹ à đưa số điện thoại bố bắn lại cho mày 49 10.000 tiền phí. Thôi. Mày trêu thì không được đem danh dự của nhau ra trêu, bạn hiểu chưa? Ông nào đang kêu nào mà uống rượu nhỉ? Bây giờ này nhá, bây giờ bạn có cách nào đấy? Bây giờ tôi cũng thiết kế cũng setup rồi, bạn hiểu, cũng control rồi. Bây giờ được cái vườn lan như này rồi, bạn hiểu chưa? Tôi thấy là cái ngành nghề địt mẹ cho solo số đề bây giờ nó cũng xuống lắm không ạ. Tôi khả năng phải chuyển sang chưa quả địt mẹ mày vườn tin ăn này. Đâu rồi đầu tư mua quả đồng hồ cũng mất địt bố mày 200 mấy đi. À. Địt mẹ mày hàng hot not fan Müller đúng không? Fan Müller đấy địt ốc tưởng à. Nhưng mà
Đầu tư quả vườn lan này là vườn ấy, nhưng mà trước như thế nào, ăn mấy cái giò thì mẹ bờ rào. Ăn xem mấy cái giò bờ rào. Bây giờ nhá, cái thông tin tôi mở ra cái vườn lan nó đã là gì, mẹ một quả bom tấn trong làng giải trí rồi, bạn hiểu chưa? Mà tôi phải lên live stream những cái quả giò vớ vẩn này là để cho anh em gọi là đạo trích người ta biết là ôi thôi địt mẹ toàn rác rưởi, toàn vớ vẩn thôi. Nó đỡ nhỏ ngó, bạn hiểu chưa? Chứ còn hôm nào bạn phải vào những cái quả video tôi gửi cho bạn riêng, nghe chưa? Bây giờ thì mẹ nó không ăn trộm, nhưng bây giờ nó cứ bảo là thôi toàn chỗ anh em cả thì bắt được nó toàn bổ rồi. Em đến gặp idol chứ em có làm gì đâu, thì mẹ thế chết. Đúng không? Này, tối nay uống rượu, tối ta đi sinh nhật anh Tuấn Huy à, Tỉnh Nguyên đấy. À mày về Hải Phòng à? Ừ, tao đang trên đường xuống á. Tao đã mua được áo giáp đâu, thì mẹ mày. Bây giờ đi mày cứ bị bắn. Tôi mình đồng ra phát rồi, tôi sẽ bảo vệ cho bạn. À, nếu như mà bạn ghé qua Kiến Thụy chơi thì về chỗ tôi chơi nhà nghỉ có đầy đủ nhá. À, thế thì sao tao bảo anh Hùng đưa sang. Không, tao đã chốt dại thò mặt lên trên mạng thì đã chốt quen với mày rồi, thì chỉ một mình mày thôi. Hoặc cùng nắm là đến 1-2 anh em ở trên Bắc Ninh người ta về thì thể hiện gọi là mình lòng thành đón khách, bạn hiểu chưa? Thì là tôi có trách nhiệm đón thôi, chứ còn đôi khi là cứ gọi là anh em thì các anh ấy đôi khi là người ta chơi với những người đi bịp thì người ta lại không có cái hay, bạn hiểu chưa? Đấy, bạn à, nhá. Chứ hay ho gì chơi bời với cái thằng bịp bợm này nghiện ngập, đúng không? Thế nên bạn, ví dụ như là bạn địt, bạn chót sẵn phải cứt tôi rồi thì bạn phải chấp nhận thôi, nó khác, này nhờ, nhá. Tôi có lời mời là bạn Tuyền đấy. Bạn Tuyền về nghỉ ở nhà nghỉ nào, ở Kiến Thụy lúc nào tôi cũng no được, và hát karaoke, ok. Rồi, thế thôi bạn like kia nhá. Ừ. Bình thường thì 150 phòng, 200 phòng thì bố cứ tính khoảng cả chi phí dịch vụ nữa là rơi tầm khoảng 4 lít nhờ. 4.7 lít, đưa 5 lít thì làm gì có 30 trả lại. Địt mẹ tôi ứng này, công nhìn tôi ứng này. Quý khách đã thanh toán thành công 117.000 tiền ứng dịch vụ, ứng tiền linh hoạt này. Đấy, địt mẹ cái này cứ điện lắm ấy. Xong lại 195 này. À, 5535 tặng ngay 150.000 khi trả lời đúng 5 câu hỏi này, đút bùi. Cái gì? Tao đùa mày à? Địt mẹ nó điện, nó được nghe giọng mình cái nó cười sợ thật. Địt mẹ ào, tôi vay có đúng 100 thôi mà chúng nó trừ mất 117.000 cơ, ngủ chết không, lãi suất thế này đi. Có khi ta cũng chuyển sang đầu tư tiền cho bên ngành Viettel, lãi nó tính sợ thật. Có ông nào có cái áo giáp không cho tôi mượn cái để tôi đi dự sinh nhật với Tuyền Mốc cái thế nào. Chứ địt mẹ mày, nếu mà không nên phun giáp thì tôi thật là tôi đéo dám bước chân ra ngoài đường cùng với Tuyền. Phun giáp, phải phun giáp thôi công ạ. Chứ ở trên Hà Nội với Hải Dương ấy thì nó bắn bằng cái đạn trì thôi. Chứ dưới Hải Phòng này thì mẹ mày nó cứ viên một đấy, chứ nó không có kiểu gọi là cả mảng đâu. Chết rồi. Đôi khi mẹ mà không có áo giáp là cũng rất khó để giao lưu với anh em đấy, chứ không phải là đùa đâu. Năm giờ hơn đấy là mấy giờ rồi biết? 6 giờ kém 15. Lồn. 6 giờ kém 15. 6 giờ kém 15. Bê nhá. Cứ cho sợ suy nghĩ chơi như nào? 2 lúc bê đấy. Mấy giờ nhỉ? Thế như thế này nó là mấy giờ? Đây là 5 giờ kém chứ đi mẹ. 6 giờ kém 17 giờ. Ôi thôi chết rồi. 20 phút em ạ. Cứ bắt thợ thuyền làm thôi thôi em.
anh em có gì cứ điện thẳng trực tiếp nhá. Chỉ mặc áo tấm mà đi à? Tôi nói thật với các bố đi, địt mẹ à mày, tôi đây là như này nhá. Nếu để mà nói nhá, giang hồ bây giờ, giang hồ Việt Nam ấy là tôi thấy cũng quả là nên nhà mới của các giang hồ mạng rồi. Cũng có đám cưới của các giang hồ mạng rồi. Cũng có sinh nhật các giang hồ mạng rồi. Nhưng tôi chưa chứng kiến quả đám ma nào của giang hồ mạng thì mẹ mà chắc nó phải to ngang với, nó phải to đấy. Tầm cỡ nó phải ngang với kiểu bố mày náo đại của hội Tam Hoàng, hoặc là tầm cỡ nó phải là tầm Tsukimaka của Nhật đấy, đúng không? Ô, đám ma của giang hồ mạng người thì mày à, khẹt đấy. Hay ta làm vinh dự đấy nhỉ. Đồng hồ 200mm mà chạy xe giờ, đấy là con hot not. Còn con này mấy con phanh Muser thì con này thì à, nó là con này nó là bản phương Đông, bản giới hạn này chưa? Nạm giống như này. Mẹ à, quễ người âm phủ thì ngủ ngay thức đêm giờ rất quan trọng gì. Công an Hải Phòng đang xem là làm sao ở cái bạn Nguyễn Thành Đạt kia. Tôi làm ảnh hưởng gì đến ai mà đi. Bây giờ tôi hỏi tương đối 4.300 ông, nếu ông nào thích tôi đi tù, công nhắn tin đi. À công bình luận đây. Công chỉ cần bình luận một chữ thích thôi. Nếu mà vượt quá được 100 người nhá. Nếu quá 430 người này, 43 người. Vượt quá 43 người, tức là vượt quá 1% thôi, tao đi tự thú luôn. Tao hỏi những thằng nào thích tao đi tù. Nếu có 43 người thích không, tao đi tù luôn. Tao ra tự thú, đi mẹ à, mình. Còn nếu không vượt quá 1% ấy nhá, thì những thành phần nào mà mong cái điều ấy xảy ra ấy, không sống đáng sống, địt mẹ à, mình. Quảng Đông hay phương Đông tới đầu gấu. Đó là phương Đông ấy, bản giới hạn ấy. Cảm thấy đuổi khách thì cứ nói lẳng nha, bây giờ ăn quả kèo bắt lỗi khinh anh. Này nhưng mà làm cái quả giàn giết này là cũng phải có bữa vào bữa ra chứ anh. Toán này. Mày đi à, rửa chân rửa tay đi xong rồi xem là chó trước sắp mâm xuống miếng nào chứ. Bây giờ tháng 3 ngày 8 nó tối trời nó nhanh mà mày cứ nhìn là kiểu gọi là dành dài dài đấy nhỉ. Đặt thì đặt chứ, cố đặt thì nó phải nó nhanh nhẹn đấy chứ. Ừ. Hôm nay mà trong cái danh sách cái kết quả của sổ số thiên Bắc ánh được lợi nhà đấy, anh em mua tất cả các cái tờ vé số của đuôi là 45. Địt mẹ, nếu không có cái tờ đuôi vé số là 45, tổ chức quay lại. Quay sớm, nghỉ sớm, quay muộn, nghỉ đúng giờ. Quay lại, quay nộn lại đấy, là 54 đấy. Chứ không phải tao là anh em mà đã quay sổ số lại đâu. Em nụ hôn ấy, em sẽ quên hết những bài tình viết riêng tặng anh. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách. Công đã được xem kết quả lô đề qua đài FM rồi chưa? À chúng mày thử hỏi Google tao là đài FM nó ở kênh tần số bao nhiêu nhỉ? Đó. Ai đây?
còn cái gì đâu, bắn cái bắt tôm. Này. Cái vấn đề là cái bắn nó rất là quan trọng. Vẫn đang nai á? Bán cái quả trong túi bao tiền đi? Để tôi tắt nai á. Bao nhiêu? Vào vùng kín nha. Thế nhưng mà bao nhiêu quả kéo được bao nhiêu? Tôi hỏi thật. Nếu quá một củ ấy, tôi về luôn. Ông đang đâu? Được không? Cũng là hàng giá trị chứ. Nếu mà tiền bền nó cũng có giá trị, nó cũng làm sao đâu. Ai? Cậu à? Hả? Cái bé à? Ấy. Ăn cơm. Chết rồi, anh dai cháu khổ lắm. Nhắc chút nào, địt mẹ là em ý. Anh ơi, tôi uống rượu. Hả? Uống rượu. Anh Chiến à? Mày định chửi tao, tao chửi trước này, địt mẹ à mày. Em chứ đâu. Anh Hưng này, có ông rượu không? Để em có ông cậu là chùm nan ở trên kia xuống chơi. Ra. 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 Tôi đang uống rượu không? Làm sao? À. Nói đùa không vậy thôi. Chứ địt mẹ mà nếu như không phải là Nam có giá trị nhá, thì chúng mày phải hiểu là làm sao mà có hệ thống phun xương tự động nhập từ Singapore nguyên chiếc về nhà được. Nghe chưa? Lực lượng địt mẹ mày Tây Đen bảo vệ vườn Nam này nhá, độc cái lương của bảo vệ cho Nam này này, cho vườn Nam này này, nó đã rơi vào tầm khoảng là bao nhiêu địt. Kế toán lúc buổi là giả tiền lương này cũng là tương đối đấy. Chết à, cũng giá trị chết tao rồi. Nhưng mà anh Hưng ơi, cái này là toàn cái loại là nhà nhàng 500 một triệu thôi gì? Đấy là anh nói đấy nhá. Tí em xin một giỏ về lúc này anh lại bổ là vì sao? Dạ. Ý là bổ cho em một giỏ đấy anh, có mấy trăm một triệu đây anh. Chết tổ, thế lúc bữa em lại cứ bổ là đi lan xì xăng, nhưng mà có quả lan nào đẹp không hay là nó lan xì xăng ấy. Tất cả những anh em trộm cắp đều lan và nhặt cuống, nghe rõ này. Anh em nào có lan cần bán, bất kể nguồn gốc, không cần rõ nguồn gốc luôn. Bây giờ nhà vườn chỉ mua vào, đít buổi bán ra, tuyên bố luôn, chỉ mua thôi. Địt mẹ nói thế cho nó nhanh. Bây giờ tao chỉ mua vào thôi, không bán ra. Chết mẹ rồi. Đánh đi.
45. Đang bảo là tôi đầu tư vào khoảng gọi là 500 triệu đây, nhưng mà có được không? Được không? Công bổ có được không? Alo. Nói đi. Cánh lá anh vừa ăn trộm anh có bán. Bao nhiêu? Không phải tiền anh tiền. Đúng rồi. Bố mày đang tính dính lại kiểu gì địt mẹ à, nếu mà có giá thật thì mang tiếng nào. Địt mẹ à, chúng mày cứ đùa, công cứ đùa thôi, công cứ hùa vào ít là địt mẹ nhàng nhàng thôi mấy cái loại này loại kia. Chứ quả đấy mà tí nữa nó vỡ phải cái giỏ địt con cụ mày hàng xây sạc cái hàng gì cũng đúng là đánh được chấm chấm được nhỉ. Bất công một tí nữa thôi nhưng mà nó đẹp. Đéo hoài. Đẻ đi cái hài đứa cụt. Châu nào làm đấy. Nam đẻ hai cụt nhìn xấu còn. À đéo giống ai. Bất tắc gì nó không có nhỏ. Còn cái gì. Thịt mẹ tài. Vẫn bỏ răm đúng không? Nhưng mà cái hàng xanh này là hàng xanh đột quỵ rồi. Răm bỏ tay tán bỏ như vậy là không ăn thua. Không bỏ một răm nào. Dạ. Đây đã có răm đâu, nó có bông có tán đâu mà răm ảnh. Để mà tạo bông được cái đấy nhá thì bây giờ nó phải mất thấp nhất phải tầm đôi niên nữa. Mẹ bây giờ nó bán cây cho cái thằng đội ung thư lại bổ 5 năm nữa. Đi. Suốt từ nãy giờ tao cứ nghe tao nó mượn ngày nay chim địt mẹ. Nó cũng đắt tiền hay sao không? Là lô đề nó có lỗ ở trên điện thoại nhỉ? À trên FM ấy. Kênh nào? Alo. Đang ngồi đồng Huy đây. Báo lô à? Có địt mẹ à lô đè đéo người ta uy tín gì nữa mà báo. À đánh 1 triệu thôi gì? Được rồi. Thế tí về đưa tiền nó luôn nhá. Huy ơi, Đạt nó bảo là đánh cho nó con 4-5 một củ, tí nó đưa tiền. Có ghi thì ghi. Hả? À. Diễn VN đi mẹ áo mà bịp cả cái thằng ghi như này cho mày ngu đấy. Hả? Hả? Làm sao? Mày có ghi 4-5 hay không? Đạt Phúc. Tao đây còn 700 thôi. Địt mẹ nô đề thì bây giờ nếu mà thua thì mất 7 đấy chứ. But you don't really want.
Lô. Có gì bạn ơi? Đúng rồi. Cơm nước á? Đi mẹ, đấy là mày hỏi thằng Long chứ còn anh là anh Tiến cơ mà. Anh bây giờ nó ăn đã gọi là dòng phong nan rồi, bây giờ mình chỉ có địt mà hít khí rời, gió rời và nước thôi em hiểu không? Anh ơi, anh có kỳ không? Kỳ á? Hàng gì đột quỵ hay đột biến? Đột tử, chơi hàng đấy nó địt mẹ mà dã man quá, hàng đấy chơi như thế vậy thì đặc sắc quá em hiểu chưa? Rồi anh ơi. Ơi. Nãy bây giờ lại là bên Sở Tài chính Bộ Công Thương à? Vâng. À thế là đợt vừa rồi là anh tưởng là chú lên phó phòng ấy chứ? Đâu, tập vừa rồi bầu cử quốc hội ấy mà không vào được. Chậm chân à? Vâng. Bây giờ nó phải là thi đấu hết mà em phải đi à, mình phải nạp đạn nó bắn nó phải liên thanh cơ chứ phát một không thua đâu. Thôi được rồi, có gì để anh tác động phía sau cho. Được chưa? Ê. Ơi. Sắp đến giờ quay báo em con 56.000 điểm. 56.000 điểm gì? Sao lại quay gì? Nhưng mà ở đây người ta ghi là tiền ăn tiền mà địt mẹ mõm nán gạch đấy em à, hiểu chưa? Sao lại quay em giữ vị trí. Tức là tiền thì cốp tiền mà mõm là cốp gạch đấy chứ nên là đốt đéo được bọn này đâu em hiểu không? Trước anh cũng mới đi trồng lại hàm đằng trước đây, hàm trên đây. Đi. Rồi anh ơi, em bảo anh ơi. Hả? À. Anh cho anh bán nhau, nếu mà không ra 56 anh cho anh nhau phải lại anh nhé. 56 gì? Địt mẹ mày đánh con nô trượt 56 thì mày bỏ tao như thế vậy chứ còn biết thừa tính anh gian như địt mẹ mày tham như là thú hay làm sao mà anh cho anh nó ra 56 được nữa. Vâng, chứ coi thì anh tác động vào giúp em nhé. Không ra thì mai nó ra đúng không anh? À. Rồi nhá. Vâng, thế kéo anh nhá. Địt mẹ tôi nghe giọng con quen này như hôm trước là nó mới là ở, tôi gặp nó ở bên Tăng Mặt Hổ hay sao ấy. Nó gọi là Long Mắt Lông. Giờ mắt sâu này là các đại ca rồi. Huy ơi, thế mày có đánh con 45 không? Một củ không? Của Đạt Phúc. Tao có 700 đây rồi, hay là thôi nhá. Thôi, ừ. Tao đang mồi bọn này, mồi địt mẹ 5.000 thằng ấy. Nó vào hết 4 năm rồi, bây giờ bố mày đòi trả lại. Đấy là con đấy là con ngày mai. Tỏa này, lấy xin điếu thuốc lá nè. Địt bố cái ông Winner, ông ấy này. Ông ấy lạp cho mình cái thẻ địt con mẹ 100. Thế ông ấy gửi sơ đi mới gửi mã số thẻ. Thì ông lại bảo mình là 5 lít đấy anh ơi. Là mình nạp vào game một cái thì cái mẹ à mà tí điện lại cho ông. Mình bảo là địt bố ở văn tao à. Ông bảo là ơi em văn anh làm gì. Cái thẻ phải theo 100 mới đây. Địt con cụ nhà mày. Thế mày làm bổ 5 lít. Làm bố mày khai gian báo dối. Nó nút luôn cái thẻ lít. Chết tôi cũng. Cay thằng Winner đặt địt cái mẹ à. Nó cho mình rồi mà nó lại còn để mình. Cũng là không ăn cho ăn mất. Đầu gấu quê gốc ở đâu thế? Em Thái Bình. Tao cũng Thái Bình đấy. Tao Thái Nọ. À, cùng quê chưa? Có tiền vay 2 lít. Quê quán quan trọng cái đéo gì. À, có tiền cho nhau vay không chứ. AMB gửi 6030. Hai hai.
Nếu mà theo đúng tổng báo về là 22. Nó nằm ở cuối giải tư đầu giải năm. Huy ơi, đã có bằng. Năm tiếng nước núi đi ở. Đánh duy tâm ấy là ok đấy. Tí nữa mà địt mà nó tự dưng nó ra nó trúng mà lại không gọi là bố mày gọi là phát nương cho người. Đội hình này có tiền không để anh cởi cậu bắt chuyện làm quen cái nhỉ? Này, có vấn đề này nào cũng đắt tiền không? Dạ. Anh Hưng đầu tư hơi nhiều. Nhiều phết chứ, trông đơn giản thôi. Tao tưởng mấy trăm nghìn một cái giỏ chứ. Có giỏ tiền triệu? Tiền chục triệu? Có. Tiền chục triệu? Chủ ông có, chục triệu có. À, thế ví dụ mình bẻ mất cái nhánh mình chỉ đi tầm 300 là cùng nhỉ? Không, nhánh nữa mà cây đất đất đây là đang đợi mặt hoa. Đâu? Là cũng khả năng anh em hội nan. Cây nào? Cây nào? To xanh xanh nhá. Hai cây. Đâu cây nào? Cái màu đen này là màu gì? Màu đen. Đấy. Rồi. Bữa nãy cái kiếm Huế đấy. Đấy, kiếm Huế đấy. Cái đấy khoảng bao tiền? Tùy theo giá thị trường. Tính theo kỳ thì bây giờ là chưa thấy mặt hoa thì cam kết thì tầm 32 triệu một ký. Thế cơ? Bố bây giờ lên rồi. Thế nào sổ số à? Con Chí bây giờ Thanh Huế 48 triệu một két rồi. Đấy, 48 rồi, đây 48 rồi. Thế sao mình không đem ra mình nhân luôn từ bây giờ nhỉ? Tức là mình chiết ra đấy. Hai con bằng kim mẹ. Đúng rồi, hai con bằng kim mẹ. Thế nhưng mà cái thuật toán này là ai là người nghĩ ra hả anh? Tự làm chưa nghĩ ra đâu. À, tức là cứ hai tức là thằng Bịp nó lại nói với thằng Bợm, xong rồi thằng Bợm lại đi lại là nói với thằng Bịp, đúng không? Cứ dòng dắt nhau. Nó có tiền này để này mà ăn chứ thì mẹ mày đầu tư vào cái quả lan xào xả ớt như này để còn thua đâu. Chơi cái gì? Em thật anh em chưa nhìn thấy thằng đại gia nào nó bỏ ra nó mua lan đột biến về chơi kìa. Chỉ có đi tại những ông này đầu tư vào ông kia thôi. Chưa đấy quả kèo nào đi mẹ à mình. Cái vụ 300 tỷ ở Quảng Ninh kia. Nan xào xả ớt thôi. Nó lại bỏ là xào tỏi hay là xào độc mỡ rồi anh. 3.9 tỷ một nhánh hả anh? Thế bây giờ anh ạ, khả năng là anh phải tôn cái vẻ đẹp của con người anh lên. Anh phải mua ít đồng hồ hot not, xong bắt đầu là quần áo mặt thằng hiệu tí, xong bắt đầu là để chứ thì em nhìn thấy mấy cái thành phần gọi là tổ chức nan và tổ chức lừa đảo có tiếng ở khu vực Kiến Thụy này là đang quay như kiểu đồng chí Trường ở cái gì đấy. Thấy trước đi tạo nó có cái gì đâu, bây giờ khét thật. Tiền nhiều như nông lương. Dạ. Toàn tiền của người ta. Ai anh? Ở đâu? Nói chung là trong chăn với chăn có dặn được. Đấy thì mẹ cứ những con người đi trước là toàn là những người thành đạt thôi. Sau đó những người đi sau cũng chỉ vì nhìn cái sự thành đạt của người đi trước, xong bắt đầu là núa thì núa non cũng bán vội đi, xong đầu tư vào tan nát hết. Địt mẹ một vùng quê miền
vốn cái sự yên bình của một cái vùng quê nó đang như thế, bây giờ tự dưng đưa mấy cây lan về cái nó xáo trộn cả cái sự yên bình của một vùng quê lên. Lòng người tha hóa, mẹ mà nhà nhà vào lan, người người vào lan này. Nó là vào tiền ăn ăn tẩy chung như còn tiền lấy tiền nàng mỡ nàng rắn nàng như đi. Mẹ mày được có cái bằng cái móng mũi, bằng cái mũi là món tay út này mà cứ ngang giá hoặc đích sai vậy cơ. Vị uy tín, chuyên cung cấp cấp doanh nghiệp và cá nhân như cầm cố mua bán sổ đỏ, nhà đất, ô tô, xe máy, điện thoại, laptop, vàng bạc đá quý, cho vay tín chấp, thế chấp với thủ tục nhanh gọn, đơn giản, giải ngân sau 5 phút, bảo mật thông tin, cam kết sẽ làm thay đổi kết quả. Anh đi đâu à? Hãy đến với chúng tôi, đồng tiền sẽ về tay bạn. Thành Long, một chữ tín, triệu niềm tin, xin trân trọng cảm ơn. Tuyên. Đỗ Quang Tuyên hay là Nguyễn Quang Tuyên đấy? Hai đường thẳng song song là gì bác, là đi mẹ à, không có điểm trúng, gặp nhau ở vô tận. Để nấu vậy nó có chết không nhỉ? Chờ các bạn về hết á. Cho em xem đi anh á, đi mẹ à, hàng này nó đọc cái tiểu sử của nó đã là cả một câu chuyện rồi. Đúng không? Anh có số cái thằng Trường không? Thằng Thiết này. Anh có không rồi? Đâu? Có số không? Huy? Không. Anh kêu như thế nhỉ? Em xin số, em bảo anh cho đâu mà. Không phải, anh không có mà. Thế sao anh lại bảo đây số? Anh à, thế có cần phải là bọn nào cái bọn tay to anh nó xuống đây để lưng tầm anh lên không? Anh à, thế về nhá, mình chưa có cái quả vườn lan của mình tuyên bố là bố mình chỉ mua vào thôi, không bán ra. Anh không có số của nó hả anh? Thế cái anh vừa rồi là anh nào nhỉ? Anh vừa rồi ngồi đây bố biết nó là anh nào? Dạ. Anh có cho em xin số anh Định nào? Anh đấy là khả năng là có số của thằng đấy đấy. Thợ nghỉ hết rồi mình mới về được. Đấy.
Thằng nào muốn đổi nan lấy choáng cũng alo tao nhá. Cứ đổi nan lấy choáng là alo. Cứ địt mẹ à mày 5M1 1 ký. Anh em chia sẻ đây, chia sẻ mạnh mạnh lên, chia sẻ luôn lên lên tầm khoảng địt mẹ à mày 4 năm mà ra cái nhá thì chúng mày hôm nay xác định luôn đi. Thằng nào chia sẻ nhất có cái nào lại luôn cái thẻ. Anh em lúc vừa em chốt bẻ mất một cái nhánh của cái loại tai trâu rồi, có việc gì không? Không, không gì. Đấy em phải hỏi trước thật thà để mà nói rằng ấy, chứ không thì chốc anh lại nuôi cả búa lên anh chửi đi. Dạ. Mũi không? Địt mẹ ơi, cái bọn mũi này nó khôn lắm, anh không hiểu đâu. Bây giờ đến một cái dòng mà nghiện nghiện như em này nhá, mà lại có tin đồn mà có tí si nữa thì làm sao mà nó cắn được. Có lúc vừa là thợ thuyền nó nhiều anh nhỉ. Bây giờ chưa ra giá được nhưng mà bây giờ này thợ nó vãn vãn rồi thì anh em mình làm quả giao dịch này đi. Đây cái dòng xanh sạch này thì anh ra cho em quả giá đi. Chứ còn bây giờ mặt hoa chứ biết thì cứ mình cứ chơi quả dòng sổ số anh à, nghe chưa? Nếu mà để mà nói cái làng nan ở đất Hải Phòng này, nếu mà em đã ra giá là nó sát luôn chứ không hề có một cái tí nào được gọi là lệch lạc cả. Nói cho nó vướng trong nhà. Đây vận chuyển nó nói. Nó sướng rồi. Nó sao? Thằng Huy mày ra cái chỗ bán tiệm vàng mã đấy. Mày hiểu không? Mày mua cho chú tầm khoảng 50 nghìn cái loại sấp 501 đấy. Sau cầm vào đây cũng đặt lên giao dịch tí. Mày à, bắt tay bắt chân như hàng thợ. À. Anh tắt nai hả? Tắt làm sao được em ơi? Trông tưởng thế nào không? Quảng cáo của thằng bố mày à? Này nhé, bây giờ nhé, anh thua bàn tay ngọc, anh thọc bàn tay vàng này. Được chưa? Chữ ký nhá, chủ vườn khớp này. Nhìn chưa? Địt mẹ, hàng mã vạch luôn. Với cái dòng lan này thì nó không hẳn đã là một cái gì ấy, đó là dòng cao xa. Thế nhưng mà thực ra thì là nó cái dòng lan này nó là cái dòng để nói rằng là bây giờ mặt hoa chưa biết nhưng mà thì anh em cũng chỉ dám tài chính là có tầm khoảng 2 lít thì theo anh em là có lên đầu tư vào quả giao dịch này không anh nhá. Mẹ chữ ký rồi chốt luôn khắc cho đúng. Anh bao giờ vỡ lợ địt mẹ à, có vỡ lợ thì bố mới phải đi làm cái nghề lan này chứ còn nếu mà đang có củ ăn củ đẻ thì đi làm gì hả em, hiểu chưa? 4 năm ra chưa? 66440222518 mẹ số của tao này như thế 0966. Đéo phai à, chết rồi. À, khắc cái chữ đấy được gì không? 22 lỗi chưa? 8 à, 022 cũng cưa rồi luôn. Tổng trên nó gửi về rồi, không thể sai lệch được. Cho nhà nó cơ động quê kín nhà con chủ lô là cái địt mẹ à mày. Hai về đôi nháy cái hai vừa rồi nó về là không phải hai của tôi bảo hai nếu mà nguồn tổng trên nó phải là hai của quả keo là cuối giải tư đầu giải năm đấy cơ. Bẩn VN
ít mẹ à, cái thằng không có tên lại còn chê ra là thằng có tên là bẩn. Thế đi mẹ, cái loại mày là loại gì? Hả? 20, 23, 22, 25. Biết rồi, bôi không ra, có làm sao gì? Có hai chưa? Có rồi. Hả? Có rồi. Mấy anh? Một. Giải mấy? Giải ba, đầu tiên. Không phải, nó phải là cuối giải 4, đầu giải 5. Địt mẹ hai tao không nhận. Tao không giả lấy, tao bị ăn. Chủ lô có đưa tiền tao không lấy cái con hai đấy. Hai không phải hai của tao. Anh dạ. 4-5 địt mẹ rồi, ai chơi 4-5 nữa mà. Anh Tiến ngoài chơi đá có chơi gì nữa không anh? Địt mẹ giờ nó ở chơi nam nghe nó có chừng nó hào hoa phong nhã quá nhá. Hả? 22 đi. Hai mươi á? Đâu đâu giải cuối giải 4 à? Ừ, cuối giải 4 là 02. Đi mẹ, tức nó nhầm bóng rồi. Đây. Sao nào? 20 kia đi. Đấy 20 đầu giải 5 nha, nó cứ bảo 20 là mình bảo bỏ 2 à? Thế chắc nó nghe nhầm rồi. Mẹ à. Xin giá giò lan á. Hộp lắm. Ngoài chủ nhà này nó có tổ chức nấu cơm không? Thì mẹ ta thấy đéo đấy bếp núc gì không? Chả thấy quạt nào đi chợ đâu. Điều cho anh em ra nhà hàng mà. Hả? Điều cho anh em ra nhà hàng mà. Thẳng nhà hàng rồi. Nhà hàng. Chết rồi. Và nhà hàng này thua rồi đấy. Đôi khi lại cứ về mẹ mình sáng. Bao nhiêu rồi? 19, 20, 97, 16, 63. 23 nháy à? 22 nháy. Chắc nó nghe nhầm rồi. 46. 44, 46, 47. 45 thì nó nằm ở dài 7 hoặc là đê đổ. À đê đầu 4 hoặc là chạm 4, chạm 5 rồi. Nhưng mà cái con 22 đấy, ngắn nó 20 để 22 ra một nháy đấy, bọn này nó nghe nhầm rồi. Để đổ bao nhiêu thầy ơi, chạm 4-5 em ạ. 22, 500 điểm hot luôn đó. Ok Hoàng Anh Quyền nhá. Mày đừng bắn tiền vào cái số tài khoản 301013133. Tôi cấm chỉ phải bắn tiền vào cái số tài khoản mời băng của tao nhá. Đấy, mày bắn đi đâu bắn, đừng bắn vào cái số tài khoản là 814014 3 con 4, 5 3 con 4 nhá, cấm chỉ. Đúng rồi, 7 chắc lệch số rồi, 7 4 đầu tiên. 4 số đuôi số tao hai nháy đây. À, ôi hôm nay tôi số điện thoại này. 44 này. Nhưng mà đấy là đánh được kiểu đỏ đen rồi, còn đây là mình đánh đến số tôi kê nó phải 22. À có 20. Ha ha, đúng rồi, ừ, đúng rồi, có phải ha. Hai mươi mấy rồi, đúng rồi. 13. Em cũng xem thằng này nó chót hả? Ok Hòa Hiệp nhá. Nếu như mà mày nghĩ rằng tao nó chót thì mẹ bao giờ bằng tao thì lúc nào mày nó thật, hiểu chưa? Mày cứ nghe như là bố mày ai cũng là người nó chót nhỉ? Chắc chỉ có mẹ mày là nó thật thôi đúng không? Địt thằng
bà mình lương tháng gọi là 6 triệu rưỡi cả hàm thâm niên lẫn gọi là tiền bảo hiểm mới được có 7 đồng 2, nhưng mà gặp ai cũng hoàn toàn thằng nó phét, hãy cứ sống tiếp với cái địch mạch à mình cái 7 triệu 2 của mày đi lọ hết giải bài chưa? Hết rồi. Có những con gì nữa biết gọi sao 72 này sáu hai đúng rồi, cặp 26 không còn đúng rồi, 20 22 9798 7997 có này, 8998 có này đúng rồi, đầu 2 đích 2 của nó là 2459 vị kia mà đây đây, đầu 2 đích 2 nó có tất cả 9 con kia mà. Mai sống chất đánh con hạ 24 đầu 8 thì ra bao nhiêu này, thanh đản tiến bịp chưa bị bế đi à? Ơ thanh đản này thế là mày không đứng chịu tang bố mẹ mày à? Mày không nọ chịu tang ngươi tay chịu tang bố mày ra cái thì phải chuẩn bị chịu tang mẹ mày đi, đừng bình luận nữa nhá thanh đản nhá. Đâu chả thằng nào gọi điện như lúc địt mẹ à đấy, cho số cái chúng nó ăn rồi nhá, chúng nó bây giờ chúng nó địt mẹ à mà không thằng nào gọi điện luôn à. Thế mà quả cho số mà nó tuyệt nhá thì nó lại ôi anh ơi em theo anh mà gãy hết cả người. Trước nó gọi là chú tiến cô sau nó là thằng này ấy, thì không biết là nội tộc nhà nó là toàn thằng hay là toàn con chú này nhỉ, bảo nó về bảo bố là thằng này nhá. Địt mẹ mày nói chuyện với bố mày chú cho cháu không được sau lưng lại này, đại ca nói chuyện với thằng này hơn ông cái, ngày hôm nay mày gọi tao là chú xong là tí mà lại gọi tao là thằng thì ngày mai bây giờ mày gọi thằng đấy là đại ca thì ngày mai chắc mày nó lại coi nó là địt bố thằng người hầu thôi. No. Anh Tiến à? Ừ. Hello. Nói đi. Chị Tiến à? Ơi. Anh Tiến không? Làm sao đấy? À anh em chào anh nhá, em nói chung là em gọi cho anh cuộc gọi mà không mang lại lợi ích gì cho anh cả, nhưng mà đối với em là anh cũng có tí gọi là tinh thần thì em xin phép anh tầm 2-3 phút gì đấy anh nhá. Anh đừng chửi tao được. À. À. Anh ơi. Ơi. Anh có nghe rõ không? Có. À, thế em. Các bạn tập 2 phút đấy nha. Ừ.
Mà chửi gì chửi đi. À vâng, thế thì em bảo này, thế thì nói chung là năm ngoái tới giờ ấy thì em cũng đi gọi là làm mấy cái sau chân gỗ rồi linh tinh chân gỗ rồi cái chỗ là đi sau mới già ấy em tài làm gỗ đi chưa còn thấy là về nói chung là cứ thoáng rồi thoáng thì lại cũng liên hoan rồi cua thì lại cũng ấy thì em cũng dính là có hay cả năm nay rồi mà giờ số sáu có muốn có luôn lắm anh ạ. Cái gì? Làm sao nó lại này? Em ơi. Alo. Dạ dạ dạ. Mày nó lại là vấn đề đấy nhỉ? Dạ. Ai đấy? À, anh nghe rõ không? Có. Còn cái thì em cũng làm bên cái sau chân gỗ rồi bắt đầu đi cho bọn vào đòn vào thấy anh. Ừ. Vâng mà bắt đầu ấy thì đợt thì sau đấy á thì để như họ gọi ấy. Cái gì? Dạ. Làm chân gỗ là cái gì? Đã. Tức là như là mà nói lại câu chuyện là địt mẹ đổ gãy nhỉ? Thì em đã này. Ừ. Thì ý em nói là thì là về trong cái năm nay thì em cũng từ năm ngoái tới giờ á thì em cũng đi làm chân gỗ rồi bắt đầu đi kêu bản thân đánh dài linh tinh rồi bắt đầu là hay rồi linh tinh anh thì là vào năm nay rồi em tính vào bỏ hê thì em cũng mới nghĩ được tháng nay mà rồi anh đau thương cũng khớp lắm rồi linh ta linh tinh thế mà rồi cứ muốn bỏ nhưng mà cứ phật thần để cho ý thế lắm rồi trong đó cũng cứ vấn thương anh thì chờ cho anh là sao. Mày ở huyện nào Thanh Hóa đấy? Dạ. Mày ở huyện nào Thanh Hóa? Ngọc Lặc à? Alo? Ơi! Cái gì? Alo? Cái gì đi? Alo? Ôi giời, ông bạn. Chúng ta có hiểu gì không? Triệu tập mấy thằng làm việc sắp ở phim mới này nè. Tức là thằng này trước kia là nó cũng đi làm chân gỗ. Tức là chân gỗ. Chân gỗ có nghĩa là cò mồi để dẫn thợ vào bịp người khác hoặc là dẫn người khác vào chơi cờ bạc. Hiểu chưa? Nó gọi là chân gỗ. Thế là cũng có tí tiền thì bây giờ dính vào hê, cũng mới bỏ rồi được một hơn một tháng nay rồi nhưng mà nó đau đầu gối, thối móng chân, đau xương lắm. Bây giờ anh tính làm sao? Anh cũng bình luận luôn này. Đau đâu chặt đấy em ạ nhá. Alo. Ơi. Ờ. Chào anh. Ừ. Anh chưa hỏi anh là anh Long à? Có việc gì ấy? Vâng. Anh mới mở nhà nghỉ ấy. Làm sao ấy? Không, em hỏi vì biết được anh chưa có giấy tờ thì em hỏi anh chuẩn bị vào làm giấy tờ chưa? Ừ, tức là như vậy chưa? Tức là bọn là vâng, anh nói đi. Bọn là bên hành chính à? Hay là bên độ nào? Đúng, làm ở hành chính. Ừ, ở cấp nào bạn ơi? Dạ. Bạn ở dưới cơ sở, dưới huyện đi. Vâng. Ừ, thế làm sao mà các bạn làm ăn ở dưới cơ sở mà để nó tồn động cái sự vật, cái sự việc là bây giờ chỗ đối tượng Long này là chưa có giấy phép hoạt động như thế nào nhỉ? Cái này là gì? Là yêu cầu là hành chính dưới huyện là phải nghiêm túc phê bình nhá. Còn hiện nay là cái số điện thoại của đối tượng là chúng tôi đang quản lý. Được chưa? À, rồi ok, chào anh. Vâng.
Đi mẹ à, mẹ còn rúng. Rúng xong cái này rụng luôn chứ vậy. Nghe giọng anh Long này. Rượu á. Uống đi. Anh Tiến ơi, anh ăn bao nhiêu cứt để ngáo như anh thế. Ok Duy Minh nhá. Em hỏi cho bố ông già em gì. Bảo ông già em điện trực tiếp cho anh nhá. Alo. Anh Tiến ạ. À, em bảo này. Em mới cai được tí đá hay ngày hôm nay. Địt mẹ à, điện lại giọng rung bố mày rung phát nữa là rung ngực phát thì địt bố mày lại là ôi trời lại mất người cục đuôi ngay mẹ à. Xã hội này, nhiều lần nó đi mẹ à mày rung đấy. À, ông bạn điện lại này. Cái gì? Anh Tiến à? Cái câu chuyện của mày có phải là bên ngày trước kia là mày cũng đi làm chân gỗ trong cờ bạc, tức là mày đi mồi chài để mà thằng thợ nó đi bịp thằng khác đúng không? Vâng. Sau đó mày có tí tiền tí của rồi là mày dấn thân vào cái con đường là chơi hê đúng không? Em thì vĩnh giàu có hê mà. Rồi, bây giờ là mày nghiện em... mày nghiện cũng là dòng nghiện có thâm niên vào lâu năm rồi. Mày mới bỏ được 1-2 tháng. Nhưng mà bây giờ là chân tay nó đau, xương khớp nó nhức đúng không? Thì có nghĩa là em thổi, em là mấy thổi thôi thì em thổi năm nay thì là tầm một tháng nay em nghỉ thì là cái kiểu ngủ nó cũng không ngon giấc anh, mà hắn cũng qua cơn gặt rồi, nhưng mà về sau đây em lại bị đau xương nhức khớp, rồi nói chung là người nó cái kiểu là cũng chả vui chả buồn, cứ thẫn tha thẫn thờ anh, mà rồi giờ cứ cũng muốn nghỉ mà tự nhiên có tiền cái này trong đầu này cũng cứ tự nhiên là nghĩ tới nó dần rồi em cứ vắn ra vắn vương ngay thì mà giờ nói chung là cũng mặt trận như thế này nhá, như thế này, nhá, như thế này, này nghe cho kỹ này. Dạ vâng. Cái việc cai nghiện cắt cơn là việc rất đơn giản, hiểu chưa? Dạ vâng. Nhưng cái quá trình phức tạp nhất và quá trình nó khó khăn nhất nó là quá trình là tái nghiện, hiểu chưa? Dạ. Chống tái có thành công hay không, cai nghiện thành công hay không nó nằm ở giai đoạn là giai đoạn chống tái nghiện. Mà cái khả năng tái nghiện nó là do tâm sinh lý của người nghiện, nó phụ thuộc vào quá trình người nghiện sinh sống hoạt động trong cái vùng miền hoàn cảnh môi trường gặp các đối tượng nghiện này, nhìn các hoàn cảnh trong cái quá trình mình nghiện này, rồi các hình ảnh nó tồn tại trong tiềm thức của người nghiện này, được chưa? Dạ vâng. Thì cái đầu tiên là mình phải thay đổi các thói quen sinh hoạt, các cái bạn bè giao lưu dạ. Tầng nước môi trường nhá. Thì giờ đúng là đầu óc cái kiểu là nó cứ chậm chậm mà anh cũng chả nảy số rồi, giống như ngày trước nếu mà cái kiểu là cũng chả vui chả buồn, chân tay anh cứ đau rồi đêm ngủ đang ngủ cũng giật mình cái kiểu ngủ cũng chả được sâu giấc rồi. Khi mà cái não bộ của mày đấy mày giờ cái não bộ đấy thì là gì, là ma túy nó xâm nhập vào thì nó tạo ra một cái gọi là tóm lại là mẹ à một cái tuyến hormone, hiểu chưa? Nó tạo ra con người ta không có cảm giác gọi là vui buồn, cũng không có cái đầu về cả, nó không tạo hứng khởi trong cuộc sống, được chưa? Dạ vâng. Một lúc như vậy thì tốt nhất là mày đi đánh quả lọ, được chưa? Dạ vâng, thế thì em cũng nói chung là... Mày sắm cái iPad nhá. Thì tầm một tháng nay em cũng nằm trong phòng em chăm anh, và nói chung là đôi khi em cũng có một cái tinh thần gọi là niềm vui. Lúc nào ấy mà vã đồ, thèm đồ thì là chuyển sang xem sách nhá. Dạ. Chuyển đang xem sách. À vâng. Tí nữa mày cào cái thẻ 100 mày gửi cho anh gửi cho mày cái nít mấy cái trang web nó uy tín đấy, hiểu chưa? Dạ vâng. Ừ. Thế hè này mà anh vào Đầm Sơn mà có chết đuối thì gọi em nhá. Địt mẹ à mày, thế thì mày bây giờ mày chết trước chứ làm sao mà tao chết bằng mày được, cái thằng Đầm Sơn này. Đấy. Đấy. Nó gọi 90 cuộc chỉ để thế vậy thôi. Hay nhỉ, tưởng như thế là hoài đấy, nhá, cười sướng. Địt mẹ à. Ôi đi ăn uống đi đây. Địt mẹ à mày.